Kính thưa cộng đoàn, các chị em, các tín chức phó tế rất thân mến. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Dân Số kể lại việc Thiên Chúa muốn tuyển chọn những cộng sự viên của Ngài để phụ giúp cho các tư tế, cụ thể là tư tế Aaron. Ngài chọn những người thuộc chi tộc Lê-vi để làm công việc này. Đó là ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện qua việc làm của Môi-sen mà Ngài sai thực hiện. Trong bài đọc thứ hai qua sách Tông đồ Công vụ cho thấy một cái nhu cầu cụ thể từ thời các tông đồ. Khi mà dân chúng, những tín hữu càng ngày càng gia tăng đông đảo thì các tông đồ cảm thấy sự giới hạn của mình, cho nên không thể đảm đương phục vụ cho một cộng đoàn càng ngày càng đông đó. Và họ xác định là cái việc cầu nguyện và phục vụ lời Chúa là điều quan trọng hơn, hơn cả việc giúp bàn ăn, phục vụ bác ái xã hội. Cho nên họ mới ngỏ lời với dân chúng: chúng tôi không thể bỏ việc cầu nguyện và rao giảng lời Chúa mà đi giúp bàn được. Cho nên bây giờ anh chị em phải chọn trong số anh chị em đây ít ra 7 người có tiếng tốt, đầy thánh thần để thay chúng tôi lo việc phục vụ cho cộng đoàn, để không khéo có những người sẽ bị quên lãng, bị bỏ rơi. Và họ đã chọn 7 vị phó tế. Đó là do một cái nhu cầu cụ thể mà dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần để thực hiện điều đó. Nhưng rồi qua bài tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, những con người mà được chọn để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ con người, như là những môn sinh của Đức Kitô, như là những tông đồ của Ngài, thì đó là những người phải ý thức được ơn ban mà Chúa dành cho mình để phục vụ với một cái tinh thần của Chúa chứ không phải tinh thần của thế gian. Thế gian thì người ta có quyền là người ta thống trị trên những người dưới quyền mình, người ta hành quyền trên những người đó. Trong khi đó Chúa Giê-xu dạy bảo các tông đồ là các con thì không có được như thế. Ai trong các con muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ các con, và ai cầm đầu các con thì phải làm tôi tớ. Bởi vì như bản thân như gương của Ngài đó, là đứng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho mọi người. Đó là cái điều mà chúng ta thấy trong những bài đọc hôm nay được Mạc Khải được tỏ bày để chúng ta có thể cảm thấu được sứ điệp của lời Chúa nhắn nhủ chúng ta cách riêng cho những tín chức phó tế sắp lãnh nhận cái nhiệm vụ quan trọng, một cái thánh chức mà qua đó Chúa thông truyền cho cái ơn ban của Ngài và cái sứ vụ cao cả, cũng đòi hỏi những cái điều cần thiết như lời Chúa vừa nói với chúng ta. Cách đây mấy ngày, trong một dịp gặp gỡ với 7 tín chức phó tế đây, tôi mới chân thành hỏi các thầy rằng: các thầy có thực sự muốn chịu chức phó tế vào ngày 12 tháng 5 tới đây không? Tức là ngày hôm nay. Tôi không có ép các thầy phải chịu chức đâu. Nhưng mà nếu các thầy muốn chịu chức cái dịp này thì các thầy phải chấp nhận cái tình trạng và theo những quy định của xã hội bây giờ và tình hình dịch bệnh đấy. Không phải vì xã hội ép buộc chúng ta, nhưng mà chính chúng ta cũng ý thức được cái điều này là thánh lễ sẽ như hôm nay đây. Những điều kiện như hôm nay đây
Tôi không có ba mẹ, không có các cha xứ, không có nhiều cha đồng tế và bầu khí giáo dân khách mời cũng không có. Thì như vậy các thầy chọn cái nào? Nếu các thầy chọn dời để khi nào thời gian thuận tiện thì sẽ tổ chức một cái thánh lễ truyền chức phó tế nó hoành tráng hơn, nó xứng đáng hơn, thì tôi cũng chiều các thầy. Nhưng mà sẽ không biết bao giờ, tùy tình hình cho phép thôi. Còn nếu muốn ngay đúng theo như đã lên lịch, đã in thiệp, thì phải chấp nhận những điều kiện đó. Tôi hỏi và đề nghị giơ tay biểu quyết thì các thầy giơ tay hết. Tôi cũng mừng lắm nhưng mà cũng hồi hộp phải hỏi vậy thì tại sao là các thầy lại quyết định như vậy? Các thầy nghĩ sao? Thì các thầy cũng lần lượt chia sẻ cho thấy những cái tâm tình của mình. Thầy xác định rằng cái điều quan trọng, cái điều cốt lõi trong cái thánh lễ truyền chức, trong cái việc mà mình sẽ đón nhận thánh chức phó tế là cái gì? Nó không phải là một cái thánh lễ hoành tráng với nhiều người tham dự, không phải những khách mời long trọng, kể cả nhiều khi cha mẹ của mình có khi cả đời mong ước con được có ngày này, nhưng mà lúc này thì cũng không được tham dự. Người nói vậy chứ các thầy cũng cân nhắc là bây giờ có khi ba mẹ có cho đi cũng đi không được, phải nằm nhà. Nhưng mà nằm nhà bây giờ coi truyền hình trực tuyến thấy rõ, thấy kỹ nữa. Rồi hiệp thông thì nó đâu có hệ tại ở cái chuyện không gian, có thể tham dự được dễ dàng. Rồi những cái điều này điều khác, các thầy cũng nhận ra được rằng trong khi mình phải bị giới hạn như thế này thì các thầy khỏe lắm, không phải lo đi mời thiệp, không phải lo lắng khách của mình như thế nào, không phải lo nhiều chuyện mà sẽ làm cho mình lo ra. Có khi đến cái giờ lễ vào những cái giây phút long trọng và quyết định thì mình buồn ngủ, mệt, không thể tham dự một cách sốt sắng được, và nhiều điều. Và chính khi qua trao đổi với các thầy như vậy, tôi cũng cảm thấy cái niềm xác tín của các thầy đúng, và tôi rất là mừng về điều này. Và tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Chúa đã cho chúng ta có một cái cơ hội thế này để chúng ta suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta chọn lựa nó đúng đắn hơn là mình chỉ đi tìm những cái theo thông lệ bình thường, những cái có khi nó mang tính đời, mang tính danh lợi thú thế trần mà thôi, chứ nó không mang một cái điều nó phù hợp với cái căn tính của thánh chức linh mục mà các thầy được đón nhận. Cho nên các thầy được đón nhận thánh chức phó tế này là để các thầy trở thành những con người phục vụ, con người sống theo thánh ý của Chúa. Vậy thì đây, trong hoàn cảnh này, điều gì diễn tả thánh ý Chúa và thánh ý Chúa muốn gì nơi các thầy? Các thầy nhận ra điều đó để nói các thầy sẽ đón nhận thánh chức phó tế để trở thành con người phục vụ. Và việc phục vụ này quan tâm đến mọi người và cách riêng đối với những người nghèo, những con người bé mọn, những cái con người mà có khi các tông đồ, những cái người cao trọng khác có khi không vươn tới được, thì chính các thầy sẽ là những người gần gũi, các thầy sẽ là người phục vụ. Cho nên qua cái điều kiện mà chúng ta đang đón nhận đây, nó giúp cho các thầy được trở thành những con người nghèo để có thể gần gũi dễ dàng hơn với những con người nghèo mà các thầy được mời gọi để phục vụ. Và qua đây các thầy có dịp để chọn cái điều cốt lõi, chứ không phải chọn những cái điều tùy phụ, những cái điều bên ngoài, mà là chọn những điều bên trong. Và rồi qua đây các thầy cũng được tập để làm một cái quyết định nó liên quan đến thánh ý của Chúa điều khiển thế giới này, lịch sử này và cuộc đời, ơn gọi sứ vụ của các thầy. Đó là điều rất quan trọng. Thú thực tôi rất là mừng khi thấy có sự chọn lựa và có những cái lý luận rất cơ bản như vậy, nói lên rằng các thầy thực sự là những người đầy thánh thần và khôn ngoan, phù hợp để được lãnh nhận thánh chức phó tế. Cũng qua đây tôi muốn đẩy các thầy đi xa hơn một chút xíu nữa, là không phải chỉ có cái điều này, cái chuyện để mình lãnh nhận thánh chức rồi thôi đâu, mà còn đi xa hơn nữa trong cái việc chúng ta luôn mở lòng mình, ta luôn tập để
mình hằng ngày biết luôn luôn tìm thánh ý của Chúa, biết chọn những cái điều căn cốt cho đời sống của và sứ vụ của mình. Đó là điều quan trọng. Ít nữa đây, trong cái sứ vụ sẽ làm phó tế, các thầy sẽ làm gì đây? Các thầy có nên tập cái thói quen để mình tìm thánh ý Chúa, biết phân định để mình chọn những điều cốt lõi, hay là chọn những cái điều nó mang tính trần tục, bề ngoài, chóng qua. Và rồi trong những hoàn cảnh khó khăn, có khi không phải chỉ có dịch bệnh, mà nó còn nhiều những cái hoàn cảnh khác nữa, các thầy sẽ làm gì đây? Các thầy sẽ không ngại khó, không nại vào những cái rắc rối, trục trặc, trở ngại trong cuộc đời của mình, để mà từ chối, dấn thân, phục vụ. Các thầy sẽ được mời gọi để làm việc mục vụ. Chẳng hạn như các mục tử ngày hôm nay ở các cộng đoàn giáo xứ, ở những cái môi trường mục vụ của mình, có những hoàn cảnh khó, nhưng những hoàn cảnh khó đó nó phải thúc đẩy để các vị mục tử của Chúa, những người đón nhận cái thánh chức linh mục, phải ý thức rằng Chúa đang mời gọi tôi thì tìm hiểu ý của Ngài là thế nào. Tôi phải làm gì đây cho cộng đoàn dân Chúa mà tôi có trách nhiệm? Tôi phải có những sáng kiến thế nào để cho thực tiễn với đời sống? Lẽ đó là điều chúng ta cần tập quen và cần có một cái định hướng căn bản như vậy để cho cuộc đời và sứ vụ của chúng ta nó được có ý nghĩa, được có giá trị và xứng đáng với tình thương và niềm kỳ vọng mà Thiên Chúa dành cho các thầy. Chúng tôi cũng đã cùng suy nghĩ với các thầy và cũng gợi lên đề nghị các thầy, đề nghị cho những cái sáng kiến sẽ thực hiện tới đây trong cái đời sống, trong cái giai đoạn mình làm phó tế, rồi ít nữa có thể trong cái giai đoạn làm linh mục. Các thầy đã chia sẻ với chúng tôi nhiều điều và càng chia sẻ tôi càng cảm thấy được cái lòng và cái trí, cái thành quả của Thánh Thần ở nơi các thầy. Hôm nay trong thánh lễ này, trong bầu khí này, tôi rất chia sẻ, rất cảm thông và chia sẻ những cái tâm tình của quý thầy cũng như tất cả những người thân yêu của quý thầy đang hướng về cái thánh lễ này trong cái nghi thức truyền chức thánh phó tế cho quý thầy. Chúng tôi cầu xin Chúa và kính chúc cho tất cả quý thầy được luôn luôn biết mở lòng của mình để đón nhận mọi thánh ý của Chúa trong cuộc sống của mình, luôn luôn biết chọn cái điều cốt lõi trong đời sống của chúng ta, nhất là qua những cái khó khăn thách đố trong cuộc đời, và nhất là luôn luôn nhiệt tình quảng đại để cộng tác với ơn Chúa, để hiểu được điều Chúa muốn dạy bảo mình và vận dụng mọi ơn ban của Chúa trong cuộc sống để phục vụ Chúa, phục vụ các linh hồn, nhất là những con người nghèo, những người bé mọn, đau khổ, cần được tình thương cứu độ của Thiên Chúa dẫn dắt. Kính chúc các thầy luôn có một tâm hồn và tâm tình như thế. Amen.